Rồi, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình đã bắt đầu trở lại với Sóc Trăng để quay cho cả nhà mình xem về cái ngó ha. Hôm nay mình cũng gián đoạn hơi lâu, từ lúc mà xong cái giải ở Dòng Riền đến nay thì cũng khá là lâu. Hôm nay thì cũng 28 rồi các bạn. Cho nên là mình cũng gần tới rồi, cũng còn không còn bao nhiêu ngày, cho nên mình cũng đã cố gắng sắp xếp hết tất cả các công việc để trở lại để quay cho cả nhà mình theo dõi về cái hành trình từ đây đến giải đua ghe ngò Festival lần thứ 6 ha. Thì hiện tại thì trước mặt các bạn là chiếc ghe ngò của chùa Trời Roi Tôm Chắc nha, đang chuẩn bị hạ thủy để đem ra sông Mát Pro thử tốc độ nha các bạn. Thì hiện tại mình đi đến thì ghe đã đưa ra khỏi chùa rồi, nên ra mình đang đứng ở đây để đón cho cả nhà mình xem. Phải dẫn đi một con đường rất là dài mới đến được cái chỗ hạ thủy các bạn. Chùa Tôm Núp cũng đang chuẩn bị lễ hạ thủy của chiếc ghe ngò mà được chùa Phúc Dôm chỉnh dựng lại đó các bạn. Rồi, đây sẽ là điểm hạ thủy các bạn, ngay tại vị trí cầu kênh 16M. Anh em sẽ hạ thủy ghe ở đây và đem ra sông Mát Pro nha. Tại vì đã chuẩn bị sẵn cái bãi chuối rồi, hết rồi. Chiếc ghe này chỉ là ghe tập thôi nha các bạn, không phải là ghe thi chính thức của chùa. Ghe thi chính thức thì phải gần đến ngày thi mới hạ cái ghe thi chính thức, còn ghe này chỉ là để cho anh em tập thôi. Rồi, chuẩn bị rút xe ra nha. Quá trời cái đám cỏ rồi. Rồi, từ giờ trở đi mình tập trung vào lại để mình quay ghe ngò, cho nên là mình cũng rất mong nhận được những thông tin từ
cả nhà mình nha, những chùa nào như thế nào chuẩn bị hạ thủy hay là gì đó thì mong cả nhà mình comment vào video để cho mình biết, mình sắp xếp thời gian mình tới mình quay cho nó cho kịp lúc nha các bạn. Phải gỡ cái bánh xe phía sau ra nữa nha các bạn. Rồi hạ thủy xong, chờ mấy anh em di chuyển ghe ra ngoài sông Mát Bro thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Rồi ghe đã ra đến sông Marlboro nha. Giờ mấy anh em đang khởi động để chuẩn bị xuống tập luyện nha các bạn. Mấy em đang khởi động trên bờ. Trời đang mưa nha các bạn.
Mưa quá mưa các bạn ơi. Rồi, giờ anh em đang xuống ghe chuẩn bị nha các bạn ơi. Đấy, đang sắp xếp đội hình. Hôm nay xuất phát nha. Trên sông Mát Bờ Rô nha, đó chính là chợ Rồi Tùm Chắc, chợ tiệm cũ, phường 10, thành phố Sóc Trăng. Của anh em chợ tiệm cũ nha. Chỉnh lại cây cần câu nha các bạn. Nói chung thì mình đứng ở trên bờ mình xem, mình quan sát thì cũng chỉ nhìn được cái bề nổi của tảng băng thôi các bạn. Chỉ có những cái anh em vận động viên ở phía dưới đứng trực tiếp ở dưới ghe, ta mới hiểu được cái bề chìm của nó. Nó đang lệch, đang giật, đang như thế nào đó thì người ở dưới ghe đứng nhìn mới ra các bạn. Còn ở trên bờ mình nhìn không ra đâu. Có chăng là mình chỉ là nhìn thấy cái mũi nó đi nhịp nhiều, cứng hay mềm. Đấy. Rồi nó nỉển hay không nỉển thì mình đứng trên bờ mình quan sát được. Nhưng mà còn về cái sâu xa của nó thì phải người đứng trực tiếp ở dưới ghe đó người ta mới nhìn, người ta mới cảm nhận được các bạn. Nói chung thì mấy anh em ở miền Trung, miền Bắc đã cũng đặc biệt quan tâm xem về cái cây ngô này. Thì hầu như là mấy anh em không có hiểu về cái cây cần câu. Mình thấy cũng khá là nhiều anh em comment vô hỏi, ủa cây cần câu có tác dụng gì? Đấy, thì ghe đi không đi là do cây cần câu á. Mà để có được cây cần câu đặt lên ăn được cái ghe thì cũng cả vấn đề, phải tìm tòi.
tìm tòi chọn lựa qua nhiều cây hàng câu đó, chứ không phải là cây hàng câu nào đặt lên cũng ăn nha cả nhà. Đó, và để đặt được cái cây hàng câu lên ghe thì cây hàng câu phải có thời gian là 2 năm nha các bạn. Đấy, phải để trong mát trời cho nó khô từ từ 2 năm trời gì đó mới đặt lên được cái ghe. Mà đặt lên là nó ăn hay không ăn nữa, chứ không phải là cây hàng câu nào đặt lên nó cũng ăn nha. Cái cây hàng câu là cực kỳ là quan trọng đối với cái ghe ngon. Đấy, các bạn thấy như vậy đó, chứ mỗi một chiếc ghe ngon như thế này thì ở nhà người ta còn ở chùa còn để mấy cặp cần câu của nữa, để mà lỡ có gãy thì có cần câu khác thay thế, hoặc là cặp câu không ăn thì ta cũng tháo ra lắp cặp câu khác lên. Đấy, mỗi chiếc ghe có vài cặp cần câu. Đơn thuần như là hồi năm rồi, ghe ngon của chùa Lộ Mới. Đấy, các bạn thấy ghe ngon chùa Lộ Mới không ăn được, mình nhớ là như là 4 cặp cần câu thì phải. Đấy, đem ra 4 cặp cần câu nhưng mà đặt lên là không ăn được cặp nào hết luôn đó các bạn. Đấy là chiếc ghe ngon đóng mới của chùa Lộ Mới hồi năm rồi đó, năm 2023 đó, là không ăn được cần câu luôn. Là cho đến cái ngày đua đầu tiên á, thì đua cái dòng đầu tiên nha, lên làm lễ chào cờ và đua dòng đầu tiên là chiếc ghe ngon mới của chùa Lộ Mới. Còn bắt đầu từ dòng thứ hai nha, thì chùa Lộ Mới sử dụng chiếc ghe ngon cũ đó. Nên là anh em là có ghe mới nhưng mà không bơi được đó. Năm rồi là cũng là một năm phải nói là một cái sự thất bại khá là nghiêm trọng của anh em chùa Lộ Mới các bạn. Anh em tập luyện rất là chăm chỉ luôn nhưng mà chiếc ghe nó không theo ý muốn. Đấy, bởi vì các bạn thấy là cây hàng câu là nó rất là quan trọng đối với chiếc ghe ngon. Rồi chờ tí mấy anh em lắp đặt hàng câu xong thì mình chung anh em đang xả dây ra chim gối này kia lại cũng lâu, rồi đợi tí mấy anh em xong rồi mình sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Có vẻ như là ghe 130 đã ra tới nha các bạn. Rồi sáng giờ anh em đang đồn đại ghe 130 ra hai ghe hay gì sao đó, nhưng mà không biết phải không nha, này không biết phải ghe 130 không nha, còn tại vì còn khá là xa, nghĩ chắc không phải quá. Rồi anh em đang bơi trở về nha. Đây là điểm cuối nha. Đấy. Có lẽ anh em bơi lên cuối trên này để lên nó bực đất để chỉnh cần câu các bạn. Đây, bên kia là ghe ngò mới của chùa 130 nha. Đây là cái khúc cuối cùng đây, điểm bãi đất để chỉnh cần câu. Thank you.
bị xuất phát quay về điểm trên. Nói với Tài đi đi. Nói mày Tài nhỏ, nói với Tài lớn tí nữa mày. Rồi, anh em vô nghỉ nha các bạn. Đấy, anh em vô ăn cơm. Thì thôi video của mình cũng sẽ kết thúc ở đây nha. Đấy, rồi anh em đang ăn cơm đây. Đó, rồi thôi cảm ơn các bạn đã xem video của Thế Giới TV vừa chia sẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo nha. Đó, anh em đang quay ghe vô điểm tập kết rồi.